Luân Đôn, nước Anh. Anh thích không? Được đấy, em đi đây, bố em đến rồi. Hẹn gặp anh sau, được. Cái váy đây, bố có thích không? Ta phải nhanh lên, ai cũng đi cả. Chỉ còn hai cái váy vừa cỡ của con. Thôi nào bố, đi thôi. Khi nào bố được gặp cậu ta? Tên anh ấy là Chappy, trong đội bóng đá và rất Chappy. Chappy. Bố sẽ được gặp anh ấy khi đón con đi dạ hội. Khi đó không được à? Bố phải đi nhanh lên. Cậu ta sẽ đưa con đến dạ hội. Anh ấy thuê xe limo rồi. Tức là cậu ta không lái. Xe limo có kèm tài xế rồi. Nên bố đừng có lo nữa. Váy đẹp đấy. Con mặc nó sẽ rất xinh. Cảm ơn bố thích nó. Con ra đây. Không, chờ bố đỗ xe đã. Mọi người vào trong hết rồi. Fan, cẩn thận con đường đấy. Đồ ngốc. Trưởng ban Gus xin nghe, nghe kỹ đây. Một nhóm hành động của Atlantic Oil đã cho nổ một quả bom ở ngân hàng OBT tại Nybridge. Tên mã của nó là Phượng Hoàng, bộ phim kẻ ngoại tộc do TV2.org thực hiện thuyết minh. Các ngân hàng của Anh giờ là mục tiêu của Authentic UDI. Các vụ đánh bom sẽ tiếp diễn, các chế định tài chính tội phạm của Anh tiếp tục ủng hộ cho việc chiếm đóng trái phép Bắc Ireland. Một quả bom vừa phát nổ ở ngân hàng OBT tại Nybridge. Một nhóm tên là Authentic UDI vừa gọi điện nhận trách nhiệm. Chúa ơi, thế là hiệp định hòa bình vứt vào sọt rác rồi. Mà cảnh sát hiện đang ước tính về số người chết và bị thương, nhưng vẫn chưa có cập nhật gì thêm. Tình thế đang biến chuyển rất nhanh khi các đội ứng phó khẩn cấp đã đến hiện trường và nhận dạng người chết.
Sự việc rất nghiêm trọng vì họ đang điều tra theo hướng một vụ khủng bố. Quả bom phát nổ đúng 4 giờ 15 phút GMT tại Nybridge. Một giả thuyết cho rằng nguyên nhân vụ nổ là có thể một đường ống dẫn khí ga ngầm đã phát nổ. Bao nhiêu? Tôi có bao nhiêu? Đến giờ là 12 người chết, bị thương gấp 3. Vụ nổ xảy ra ở chi nhánh ngân hàng OBT tại Nybridge. Không có cảnh báo và cảnh sát hoàn toàn bị động. Còn mơ mới có cảnh báo. Đó sẽ là bài học cho chúng. Có vấn đề gì không? Không. Ta nên đi thôi. Như thế là bình thường. Mọi cảnh sát, khách sạn và chủ nhà ở London giờ đang tìm người Ireland. Nơi này an toàn. Miễn là ta không manh động. Belfast, Bắc Ireland. Nếu phá điện thoại của anh, em có bị đi tù không? Phá hoại tài sản nhà nước à? Chắc chắn rồi. Tệ thật. Mấy giờ rồi? Gần 10 giờ. 10 phút nữa. Anh sẽ lỡ chuyến bay. Hãy ở lại đây. Khóa cửa. Kéo rèm. Chỉ gọi phục vụ phòng một tuần. Nghe hấp dẫn không? Còn công việc của anh, thứ trưởng. Ngộ độc thực phẩm cấp tính. Anh yêu, anh nên nghĩ ra lý do hay hơn đi. Mary, gọi cho em ngay. Có một vụ đánh bom ở London. Chúa ơi! Có một vụ đánh bom ở London. Nhiều người chết và bị thương. Cô gọi đến Mary. Vâng, Chúa ơi, Liam, nửa thế giới đang tìm anh đấy. Anh biết chuyện gì chưa? Có, anh nghe tin rồi. Em gọi cho anh mấy tiếng rồi, anh ở đâu thế? Họp. Họp. Đúng. Có đêm qua anh không về nhà, em lo lắm. Về muộn, đi sớm. Còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng anh không ngủ ở phòng khách. Ai nói anh ngủ nào? Thôi đi Liam. Anh không về nhà, đơn giản thế thôi. Nếu thế thì sao? Nghe này, anh có nhiều việc phải làm, được chứ? Nên đừng thức đợi anh và đừng lo lắng. Chủ nhật này là kỷ niệm 20 năm ngày mất của anh trai em. Nhà thờ Thánh Mary dành một buổi lễ tưởng nhớ anh ấy nên anh sẽ bảo bé cho vài lịch nhé. Ta sẽ nói chuyện sau. Chúa ơi! Con công vui vẻ. Vâng, tôi hiểu cần phải hành động nhanh. Nhưng chẳng thể làm gì nhiều nếu chưa xác định được mối đe dọa.
Anh theo sát tình hình bên đó, Liam. Chúng tôi trông cậy vào anh đấy. Bất cứ thông tin gì anh cung cấp, bất cứ điều gì, đều sẽ giúp ích được rất nhiều. Tôi đi họp hội đồng ngay đây. Tôi sẽ đi rung cây xem có con khỉ nào chui ra không. Nhưng trong hàng ngũ đang có những kẻ mới nổi muốn thay đổi cách hành động. Có lẽ tôi cần trợ giúp. Và bà hiểu tôi đang nói đến cái gì rồi đấy. Ân xá hoàng gia. Tôi nhớ danh sách của anh có 40 người chạy trốn. Muốn nhắc lại chuyện đó thật à? Em họ tôi trong danh sách đấy, nó chưa bị kết tội liên quan đến nhóm bán quân sự nào. Những người đó là nghi phạm của nhiều tội danh, trong đó có giết người. Còn họ đóng vai trò quyết định trong việc duy trì hòa bình. Một vài lệnh ân xá sẽ thể hiện thiện chí. Ta sẽ không công bố rộng rãi. Nhưng nếu việc đó được cân nhắc, tôi sẽ có điều kiện hối thúc một số người đổi lại gì đó. Với tư cách là Thứ trưởng Ireland, anh đã phục vụ tận tụy cho chính phủ Anh, điều không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nhân nhượng là rất nguy hiểm. Có những vấn đề từ rất lâu đời, mà nếu giải quyết bây giờ sẽ sặc mùi nhân nhượng. Tôi cần gì đó kép, những thành viên mới chưa trải qua thời máu lửa và rất dễ bị thuyết phục. Tôi đang cố duy trì mối liên hệ. Chỉ cần một cử chỉ thiện chí thôi, sẽ tạo ra sự khác biệt. Tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tôi muốn có gì đó thực sự trước đã. Rõ. Hello. Xin chào. We're closed. Đóng cửa rồi. We'll open. Chúng tôi mở cửa lúc 12 giờ. Chúng tôi đang tìm chủ quán, ông Quinn Minh. Quan. Upstairs. Lên tầng. They were found on. Chúng tôi tìm thấy ở hiện trường, không xa xác con gái ông. Can you positively ông có thể xác nhận đó là của cô ấy không? Who did this? Ai làm việc này? Thưa ông, đến giờ chúng tôi chưa biết, nhưng chúng tôi sẽ điều tra. Tại sao lại là con gái tôi? Tại sao lại là con gái tôi? Tôi có thể gọi cho ai đến cùng không, ông Quan? Tôi không còn người thân nào nữa. Những kẻ đánh bom, các cô sẽ bắt chúng chứ? Vâng. Chúng sẽ bị trừng phạt chứ? Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng tôi sẽ tự đi ra. Chào buổi sáng, Hugh. Cảm ơn vì đã đến. Đã lâu lắm rồi, Liam. Đúng là lâu rồi. Mời ngồi, lấy ghế ngồi đi. Được rồi, Hugh. Tập hợp đông đủ rồi. Có ai biết Authentic UDI là gì không? Chúng có thuộc UDI không? Một phong trào mới nổi hay tổ chức mới hoàn toàn? Chúng đã cố phá hoại thành quả ta đã đạt được 19 năm qua. Tôi không để yên đâu. Chúng không có sự ủng hộ của những người nói không với bạo lực. Chỉ thị của chúng ta là ủng hộ lựa chọn đó và duy trì hiệp định hòa bình bằng bất cứ giá nào. Ta có nhất trí không? Hành động của chúng nhận được nhiều sự ủng hộ từ lớp trẻ. Đám nóng này không hiểu lịch sử và biết phải trái. Anh từng là người như vậy đấy, Liam. Đúng. Từ lâu lắm rồi, khi đó là lựa chọn duy nhất. Và nó đem lại gì cho ta? Nhiều ngôi mộ hơn là tôi có thể nhớ. Vụ này tương đương với Omar về số dân thường thiệt mạng. Nó không thể chấp nhận được vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Anh nghĩ có kẻ đánh bom trong hàng ngũ chúng ta không? Cảnh sát Anh đã xác định loại thuốc nổ. Xem text của Seth từ kho của chúng ta. Chúng cũng dùng tên mã của chúng ta. Có nghĩa là chúng có liên hệ trong bộ chỉ huy của ta. Có lẽ có ai đó trong phòng này. Chúng đang cố chia rẽ chúng ta. Khiến quân Anh phải đổ ra đường lần nữa. Khuấy động rắc rối. Tôi không để yên đâu. Tôi muốn kiểm kê lại tất cả các kho vũ khí trong nước và nước ngoài. Mọi thứ. Súng, xem test. Tất cả. Chúa ơi, anh không nghiêm túc đấy chứ? Chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này, Patty. Ta kiểm tra và nếu có cái gì bị thiếu, ta điều tra ngược lại xem ai biết địa điểm.
Giờ chúng ta sẽ giải quyết nội bộ. Tôi muốn kiểm kê tất cả trong vòng một tuần, cùng với địa điểm và những người biết chúng ở đâu, và không có ngoại lệ nào cả. SO-15, Bộ Chỉ huy chống khủng bố London. Cho tôi xem. Chúng tôi đã quay về 47 phút trước. Rõ ràng hắn đã lường trước máy quay an ninh. Hắn đi lòng vòng quanh London một thời gian trước vụ đánh bom. Đây là đoạn video đầu tiên ta có về hắn. Đi về phía nam trên đường A413 gần Wendover lúc 10 giờ 53 phút sáng. Chúng tôi đã lấy được số seri trên khung xe. Nó được trình báo bị mất cắp ở Reading đêm trước đấy. Biển số cũng trộm của một xe khác ở Reading. Nó còn cuộc điện thoại. Giả dụ quả bom được kích hoạt qua điện thoại, chúng tôi kiểm tra 5 tháp phát sóng gần nhất, cố xác định số máy nào kết thúc cuộc gọi ở thời điểm nổ bom. Xin lỗi. Yep. Vâng. Cho anh. Bromley. Ông ấy lại đến thưa sếp. Người đàn ông gốc Hoa. Sao? Người đàn ông gốc Hoa. Đã 5 ngày liên tiếp rồi. Chúa ơi, bảo là tôi bận. Tôi bảo rồi. Và ông ấy bảo là sẽ đợi. Tôi đảm bảo với ông cuộc điều tra này là ưu tiên cao nhất. Và chúng tôi đang làm tất cả để lần theo mọi đầu mối có thể để tìm những kẻ đã giết con ông. UDI đánh bom ngân hàng, 12 người chết, 38 người bị thương. Nhưng bọn chúng không hề dễ bắt. Và phải mất thời gian. Tôi cần ông hiểu điều đó. Ông phải bắt những kẻ này, chỉ huy Bromley. Tôi nhắc lại, đó là ưu tiên số 1. £20,000. Tất cả số tiền tôi có đổi lấy tên những kẻ đánh bom. Để tôi nói cho rõ, đây là những kẻ xấu xa tự hào với hành động tàn bạo của chúng. Nếu ông cố liên lạc với chúng, hậu quả có thể rất xấu. Đây là việc của chúng tôi, không phải của ông. Ông cần kiên nhẫn. Ông đã đến đất nước này bao nhiêu lâu rồi, ông quan? Từ năm 1984, tôi là công dân Anh Quốc. Ông sinh ra ở Quảng Tây, Trung Quốc. Vâng, tôi là người Hoa. Tôi làm việc ở nước ngoài sau chiến tranh. Chúng tôi bỏ trốn đến Singapore, rồi nhập cư vào đây. Ông đã có 2 cô con gái trước cô Phan. Cả hai bị giết khi bỏ trốn. Còn vợ ông? Giờ bà ấy ở đâu? Bà ấy qua đời khi sinh hạ Phan. Tôi rất tiếc cho mất mát của ông. Nhưng ông không được đến đây hàng ngày. Không có ích gì đâu. Lại còn làm chúng tôi mất thời gian và nguồn lực cho điều tra. Ông hiểu không? Vâng. Tôi hiểu. Cảm ơn đã gặp tôi, chỉ huy Bromley. Sau 3 tuần điều tra, theo chúng tôi biết có rất ít manh mối có cơ sở. Thiệt hại gây ra bởi UDI, theo chúng tôi biết có rất ít manh mối cơ sở. Một chính trị gia dẫn đầu có thể có câu trả lời. Công chúng đang cần trấn an ở ngay tâm của cơn bão. Giờ chúng ta sẽ đến với cuộc phỏng vấn mới đây ở Belfast với Thứ trưởng Liam Hennessy. Thứ trưởng Hennessy, ông đã công khai lên án các vụ đánh bom. Đâu là sự khác biệt giữa những vụ ông tham gia trong quá khứ với vụ xảy ra ở London gần đây? Hy vọng. Đó là cái ta không có, chỉ có nhiều năm thù hận. Tôi tin những kẻ đứng sau hành động kinh khủng này chưa bao giờ trải qua xung đột vũ trang ở Bắc Ireland. Và có những kẻ rất mong được viện đến bạo lực để gây rối loạn hiện trạng. Chuẩn bị chữ ký đi. Nhất định phải được ký bây giờ. Phản ứng mới nhất trên truyền thông vẫn thế. Sợ hãi và giận dữ. Giận dữ ai? Từ thứ trưởng trở xuống. CNN và Thời báo Ireland muốn phỏng vấn ông, có thể tối nay hoặc 8 giờ sáng mai. Sáng mai có điện thoại.
Còn gì nữa? Ông có cuộc gọi chờ ở đường dây số 2. Chờ. Chờ 30 phút rồi. Một người tên Quan từ London nài nỉ được nói chuyện. Ông ta muốn gì? Con gái ông ấy bị giết trong vụ đánh bom. Tôi đã cố hết sức để an ủi ông ấy, nhưng ông ấy chỉ mong muốn nói chuyện với ông. Ông ấy thấy ông trên TV. Chúa ơi, Beth, tiếp dân. Hãy làm cho xong đi. Tôi là Liam Hennessy. Tôi có thể giúp gì cho ông? Ông Hennessy, hãy nói ra ai đã giết con gái tôi. Sao lại nghĩ tôi biết ai đã giết con gái ông? Vì ông là thứ trưởng và là cố vấn cho Queen Shahar và là cựu thành viên UDI. Tôi thật sự buồn cho mất mát của ông Quan. Tôi cũng có con gái và tôi lên án những hành động bạo lực này, nhưng tôi không thể giúp ông. Vậy làm ơn hãy nói có người nào biết tên những kẻ đánh bom, ai đó tôi liên hệ được. Tôi không có liên hệ gì với những người đó nữa. Tôi xin lỗi. Tôi không tin ông Hennessy. Ông là người rất có quyền lực. Tôi làm việc cho chính phủ và các đại biểu dân cử. Tôi không làm việc cho khủng bố. Chính trị và khủng bố cũng chỉ là loại rắn độc mà thôi. Tóm vào bên nào cũng là tóm vào rắn. Khác biệt lớn nhất chính là ông tóm bên nào, vì chỉ có một bên cắn thôi. Một lần nữa, tôi rất tiếc cho bất mát của ông Quan. Chúc một ngày tốt lành. Con gái bị cướp biển Thái giết hại, câu chuyện bi thảm của một người nhập cư. Ông làm gì vậy? Ông phải dừng lại đi. Đó không phải là lỗi của ông. Tôi đã khiến họ thất vọng. Cái gì đây? Nhà hàng này bây giờ là của cô. Cô là người bạn tốt của tôi. Đừng nói thế nữa. Nhìn tôi này. Tôi không về nhà đâu. Đêm nay tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Và đến thứ hai tôi sẽ đưa ông đi gặp một người, để người đó giúp ông. Nhưng đừng nói thế nữa được chứ. Quan. Mười hai cuộc gọi nhỡ. Làm vườn Green Landscape. Gọi cho ông cả đêm. Ông ở đâu? Ông định làm gì? Khi nào ông sẽ về? Cảng Land Island.
Pink Hill vụ thảm sát về ngày Chủ nhật đẫm máu. Chuẩn bị hòa bình sẵn sàng cho chiến tranh. Có phòng không? Đây là những tài liệu quan trọng ta phải có hôm nay. Vâng, tôi sẽ gọi cho người gửi vì hiện giờ tôi không thể làm gì khác mà điều đó thật lạ và rõ ràng tôi không nghĩ được phục vụ như thế. Vâng, 329714N cho tháng 11. Bà quản lý là tôi sẽ gọi lại. Chúc mày tốt lành. Vâng, tôi có thể giúp gì cho ông? Làm ơn cho tôi gặp ông Hennessy. Và tên ông là gì? Ngọc Minh Quan. Ông là người đã gọi điện đến đây. Vâng, tôi đã gọi nhiều lần. Tôi e là thứ trưởng đang bận và không thể gặp ông. Tôi sẽ đợi. Không, ông phải về. Ông nên làm như cô ấy nói đi. Ông ấy cứ gọi điện liên tục xin gặp Liam. Ông ấy không chịu lùi bước đâu, chỉ là đồ tạp hóa thôi. Đi đi, trước khi chúng tôi ép ông đi. Không, tôi sẽ đợi. Right. Được. Đó là người đã gọi điện cho ông từ London. Ông ta mang dao, kiểu dao đa năng của quân đội Thụy Sĩ. Tước lấy nó đi. Chúa ơi, có hai người thì ông ta gây thiệt hại được gì chứ? Đừng có làm gì cả. Như tôi đã giải thích trước đây, tôi không biết những kẻ đánh bom là ai. Tôi biết là ông giận dữ, nhưng tôi không thể làm gì. Vì ông đến đây cũng rất nguy hiểm. Người dân Belfast không thể chấp nhận cáo buộc của ông đâu. Nếu như ông không biết chúng là ai, tôi mong ông hãy điều tra. Thứ trưởng Hennessy tự hào về góc UDI. Tôi đã không dính líu đến họ 30 năm rồi. Khi còn ở đó, tôi phản đối bạo lực quyết liệt. Tôi đã vào tù vì tội của mình và tôi đã trả nợ xong. Giờ tôi phục vụ cho chính trị gia của cả hai bên, cố hàn gắn vết thương và lấp hố sâu ngăn cách. Một lần nữa, tôi xin chân thành chia buồn với ông, nhưng tôi không làm gì được. Nếu vợ con ông bị giết vì đánh bom thì sao? Tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của tôi để đòi công lý. Nên tôi đã chọn ông Hennessy. Ông sẽ nói ai đó đã giết con tôi. Một lần nữa, ông biết. Ông sẽ đổi ý thôi. Cảm ơn vì đã gặp tôi, Thứ trưởng Hennessy. Tôi xin lỗi Liam, ông ấy làm tôi bất ngờ. Có ổn không, Beth? Có ổn không? Đợi lấy cô ấy đi. Murphy, bảo nhân viên kiểm tra tòa nhà. Được. Ông uống whisky nhé, thanh tra. Không, cảm ơn ông. Tôi nghĩ hỏi ai làm việc này thì chỉ phí thời gian.
Chả nghĩ được ai cả. Vâng. Có vẻ đó chỉ là cảnh cáo. May mà không phải bom thực sự. Nếu thế thì chả ai còn ở đây để nói chuyện được nhỉ. Ông hãy liên hệ nếu cảm thấy bất ngờ bị thôi thúc. Trong lúc đó tôi sẽ mớm cho các báo chí đây là vụ rò rỉ khí ga. Được. Cảm ơn nhiều thanh tra. Hello. Alo. It's him. Là ông ấy. Ông đến văn phòng của tôi đặt bom à? Ông đã đổi ý chưa? Đổi ý? Ông điên à? Ông không biết mình đang đùa với ai đâu. Nhưng ông sẽ sớm biết thôi. Cho tôi cái tên. Thế này nhá. Hãy gặp mặt trực tiếp. Ta sẽ thỏa thuận. Gã khốn nó đe dọa tôi và cúp máy. Phải, hãy kiểm tra các khách sạn và nhà nghỉ. Ông ta không khó tìm đâu. Thằng khốn. Chú Liam, có chuyện gì vậy? New York. Cháu sẽ đến đó. Đứng yên, không được cử động. Không được cử động. Trẻ có gắn thuốc nổ đấy. Hai sợi dây dài 3 mét hàn vào bóng đèn và gắn đầy que diêm, khiến nổ to hơn. Không cần thiết nhưng thú vị đấy. Tàn nhẫn, hiệu quả và dễ phát hiện. Hắn muốn chúng ta thấy. Vì không đặt trong bình yên nên không nổ được. Hắn chỉ muốn ông biết hắn làm được. Mickey, ta tìm thấy hắn rồi. Một nhà nghỉ ở Wellington Park. Ta tìm thấy hắn rồi, bắt hắn đi. Đuổi cổ hắn khỏi Belfast. Làm hắn nhược trí không quay lại đây nữa. Chờ đã, tôi đang đến đây. Hello. Xin chào. Nghe nói văn phòng của ông bị đánh bom. Không hẳn. Đó là nhà vệ sinh trong sạch. Một người đàn ông châu Á 60 tuổi thù hận đã giải quyết xong rồi. Ta mới lại làm thế. Còn ông ta bị giết trong vụ đánh bom ngân hàng. Ông ta nghĩ tôi biết ai làm. Không phải mỗi ông ấy nghĩ thế đâu. Vậy vụ ân xá đến đâu rồi? Nhiều phản đối lắm. Nhưng nếu ông cho tôi cái gì đó có ích, có thể sẽ có diễn biến có lợi cho ông. Tôi có manh mối rồi. Tôi đang lần theo. Hãy hy vọng là có thành quả. Người ở đây muốn bắt thủ phạm. Họ không kiềm chế được lâu nữa đâu. Tầng trên cùng bên phải.
khốn. Chúa ơi, cả anh ngu hay mù vậy? Một lão già biến cả anh thành trò hề và hắn vẫn nhẩn nhơ ngoài kia. Thế có Chúa? Cả anh có bốn người. Bốn? Chúng tôi dồn ông ta vào góc, ông ta nhảy khỏi mái nhà và trượt xuống như con khỉ vậy. Có chuyện gì thế? Thu xếp đồ đạc đi. Em sẽ đến nông trại. Làm đi. Lấy đồ đi. Anh khỏe chứ, Shell? Chào Christy. Vào trong đi, ông ấy đang đợi anh. Vào uống một ly nào. Nhìn cháu này, chú ơi, nơi này đẹp thật, không tệ đúng không? Không, chú đang mong cháu lắm. New York thế nào? À, lạnh lắm. Nghe này, Murphy đã nói qua cho cháu. Tên người Hoa khốn kiếp đó. Hắn cho nổ bom trong văn phòng chú, đặt bom vào xe Jaguar của chú và đánh như từ Mick và Jimmy. Chú muốn cháu xử hắn không? Không. Đó là việc của Kavanaugh. Chú cần cháu giúp vụ đánh bom ở London. Chú biết ai đứng đằng sau chưa? Chẳng biết gì hết. Tân Mỹ không vui đâu, chú Liam. Phụ nữ và trẻ em chết liên tục, và bây giờ thì không thể gây quỹ được nữa. Việc này không phải để gây quỹ, Shell. Chú cần cho đến London gặp một người. Richard Bromley của SO15. SO15, ông ta cần biết ta không làm, và ta đang cố gắng hết sức để giải quyết, nhưng ta cần ông ta giúp. Tại sao lại là cháu? Cháu là binh sĩ có công trong trung đoàn Hoàng gia Ireland. Cháu là người mà Bromley tôn trọng nhất trong chúng ta. Nếu ai biết ta hợp tác với người Anh để săn lùng một đồng bào của ta, dù nổi loạn hay không, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nên chú có thể tin cậy cháu giữ kín chuyện này được không? Tất nhiên rồi. Lối này, thưa ngài, cảm ơn rất nhiều. Làm gì mà lâu thế? Anh phải đi giải quyết vài rắc rối. Em sẽ trở lại ngay. Anh sẽ ở lại đây. Chúa ơi, xấu lạ, tôi muốn những cái tên. Học viện Hải quân Hoàng gia Greenwich. Anh Morrison. Chỉ huy Bromley. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, thật à? Thì cứ pháp y và cách dùng tên mã lại cho thấy ngược lại. Đó là một nhóm nổi loạn. Chúng tôi chưa biết họ là ai. Ý anh nói là có một nhóm UDI đang tự tung tự tác mà anh không biết à? Đúng. Có chất nổ Semtex. Chúng cấp kho vũ khí của chúng tôi. Họ đã bị giải pháp theo hiệp định. Còn tên mã, chúng có trong tay bộ chỉ huy của chúng tôi, Belfast hoặc Dublin. Và anh muốn gì, anh Morrison? Chúng tôi có kế hoạch.
Mỗi thành viên bộ chỉ huy có một mã khác nhau. Khi kẻ đánh bom nhận trách nhiệm trong vụ tấn công tiếp theo, ông báo chúng đúng tên gì, thì chúng tôi sẽ biết ai ra lệnh và chấm dứt nó. Còn ai biết về kế hoạch này? Liam Hennessy. Nên ông hiểu là cần phải giữ bí mật. Chỉ có Liam biết được ai đã được trả tiền mã đó. Tức là Hennessy sẽ hợp tác với chúng tôi để bắt nhóm khủng bố UDI, một nhóm nổi loạn, dù sao cũng là đồng bào của anh. Tôi có một điều kiện. Khi Hennessy tìm được kẻ đánh bom, ông ta nói trực tiếp với tôi và chúng tôi sẽ bắt, không phải các anh. Đây là điều kiện tiên quyết. Chúng tôi tìm thấy vài túi nhựa trong phòng hắn. Theo như những gì tôi nhìn thấy, hắn đang điều chế nitroglycerin, trộn với chất diệt cỏ lại, nhét vào ống nước bằng nhựa. Tôi đoán hắn chế tạo 4 quả bom, mỗi quả đủ sức thổi bay xe tải. Chúa ơi, khi hắn xuất hiện ở Belfast, chúng tôi sẽ tìm hắn. Ông sẽ được an toàn ở đây. Vâng. Tôi không chắc lắm đâu. Đứng lại.
Chúa ơi, hắn nẹt Benny và Shin ra bã, hắn sẽ ổn thôi. Có thêm người từ Belfast. Tôi đã đánh giá thấp hắn. Không có lời thứ hai đâu. Là một cảnh báo khác, Liam. Đúng. Không gì anh không xử lý được. Đầu tiên là Belfast, rồi đến đây. Anh xử lý được cái gì chứ? Vấn đề đang được giải quyết. Hắn phá hủy nhà ở nông trại chúng ta với mục đích gì không ai biết, và anh gọi đó là vấn đề. Chúa ơi, có những lúc anh thật tự cao tự đại. Em đi London đây, em sẽ ở nhà Kerry. Anh không chắc đó là ý hay đâu. Em đâu có xin phép anh. Hắn khó mà biết về căn hộ của con gái chúng ta. Và ngoài ra, mục tiêu của hắn là anh, không phải em. Vấn đề là nếu hắn biết về nhà nông trại, anh cho là hắn biết về căn hộ của Kerry. Không đáng mạo hiểm đâu. Vậy thì anh nên xử lý như anh nói. Em vẫn nhớ thời anh biết giải quyết một cách đàng hoàng. Và cả những việc khác nữa. Thời đó qua rồi. Nặng hơn một chút nhưng không sẽ bị chú ý đâu. Tôi chỉ tiêm thêm vào xem test một vi điều khiển vào một đoạn dây. Trông ổn đấy. Cái khó là đưa qua máy quét. Nhưng ta sẽ tìm được cách. Và nếu nó đã được bật, dung lượng pin thấp hơn nhưng nó sẽ hoạt động được. Đừng lo. Biết máy bay nào chưa? Chưa. Ta không muốn tấn công máy bay nào có người Ireland. Một cái trong đội bay của nữ hoàng là tốt nhất. Chỉ cần tìm được người vận chuyển. Tên mã đã thay đổi kể từ tối nay. Biên tập viên của tôi là một mụ khốn. Tiền chi ra cho một đôi giày bằng 8 giờ tôi viết thứ vớ vẩn này. Dễ hiểu thôi. Ai lại không thích một đôi giày mới quyến rũ chứ? Anh nên uống rượu whisky chính hiệu. Ali Jameson, mạch nha đơn chất. Vợ tấn công người tình chuyển giới của chồng. Anh biết tin nghiêm túc quá nhỉ? Vâng. Cứ có tiền là tôi biết. Toàn thân cắm đầu vào những vụ nổ bom đẫm máu. Vậy cô làm nghề gì? Quản lý tài sản. Tôi là Maggie. Ian. Cảm ơn Mary. 6 người nữa đang từ Belfast đến. Chỉ nào họ đến, họ sẽ làm thay những người đã thức cả đêm. Bảo vệ nông trại đã đủ chưa? An toàn nhất có thể. Có 20 người chia làm 2 ca. Được, anh sẽ bay đến London với Mary. Vâng, hoàn toàn không cần thiết. Đưa cô đến căn hộ của Kerry rồi chuyển họ sang khách sạn. Em lo được mà. Anh không tranh cãi về chuyện này đâu. Mick sẽ đi xe Jaguar. Em đi. Đưa anh ta vào bệnh viện. Đưa Mary đến sân bay. Được, đi thôi. Bom Nitro kích nổ bằng điều khiển từ xa. Hắn phải nhìn ra được nơi này. Khu rừng kia, hắn đang ở đó. Đi. Jan, Mick, lên xe. Đi nào. Đi thôi, đi, đi. Các anh tản ra. Tôi sẽ lên điểm cao.
Tim! Chúa ơi! Một lão già đưa chúng ta vào trong. Có gì mà khó thế hả? Hắn lúc nào cũng đi trước chúng ta một bước. Chúng ta cần thêm người. Chúng ta cần thêm ít nhất 100 người. Và nếu làm thế, cả Belfast sẽ chống lại chúng ta. Mang máy dò vào với một người hiểu biết về khu rừng và lấy độc trị độc. Cháu tôi. Nếu có thể tha mạng cho cậu ta. Thôi nào. Anh đùa đấy à? Liam. Chú Liam. Bà Bromley, chú chấp nhận điều kiện. Cháu sẽ chuyển lời. Chú đã đưa tiền mã mới. Giờ ta đợi. Hắn lại tấn công chúng ta. Tên khốn kiếp đó đã làm bị thương thêm 3 người. Bẫy chồng. Có tin nổi không? Chú Liam, có vẻ hắn đã được đào tạo. Có thể là đặc nhiệm. Dẫn đến điều chú muốn nói. Chú cần một người dò tìm Shield. Cháu giúp chú được không? Cháu sẽ đi chuyến sáng. Tốt. Chào. Ông ta thế nào? Có vẻ lo lắng. Chú ấy có nhiều việc phải lo. Nếu không tìm ra kẻ đánh bom, hiệp ước sẽ chết và sự nghiệp chính trị của ông ta cũng đi tong. Cháu có nghĩ ông ta sẽ tìm ra được không? Vâng, nếu có vụ nổ lần nữa. Tên mã sẽ dẫn ta tới kẻ giật dây. Ông ta tiêu rồi. Tên mã không cứu được ông ta đâu. Ông ta ngại sử dụng quyền lực. Ông ta chỉ là một lão già mệt mỏi cố bấu víu lấy bất cứ thứ gì có thể. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta vì chuyện với anh trai cô, Patrick. Liam tìm ra kẻ đã giết anh ấy. Một đội tử thần của UVF. 4 người. Cô đã bảo Liam giết chúng trước khi chúng ra tòa. Nhưng ông ta từ chối. Nói rằng báo thù là chuyện quá khứ rồi. Nên Patrick của cô đã chết và được chôn, trong khi cả 4 tên đó đang ngồi tù, học ở đại học mở. Thế là không hợp lý, không hợp đạo lý. Con yêu.
chúng ra. Mẹ ơi, bố ơi, cứu. Đối tượng quan Liam, trong đó là hồ sơ mật của quan, có một vài thông tin có thể có ích. Catherine, Bộ Lục quân Hoa Kỳ, hồ sơ. Tuyệt mật, Hội đồng Tham mưu trưởng Washington DC. Đối tượng, thông tin cá nhân, tên, quan, số hiệu quân đội 3791411, lực lượng viễn thám, số theo định danh 37911, nơi sinh, Quảng Tây, Trung Quốc, con, quan 2, nữ, đã chết, năm 1983, 8 tuổi, quan Duê, nữ, đã chết, năm 1983, 11 tuổi, quan Phan, đã chết trong khi vượt biển, tàu của họ bị cướp biển tấn công, con gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp, và quan tin chúng đã bị giết, quan và vợ bị bắn và ném xuống nước. Mai phục các tổ chức, quan là một trong những binh sĩ nguy hiểm nhất được phong làm trung đội trưởng, bị bắt, nhóm đặc nhiệm dự án Gamma, từng đi tù, tài liệu. Hugh McGrath đến rồi. Nghe nói anh kiểm tra kho vũ khí của tôi. Chúng tôi kiểm tra tất cả. Không có ngoại lệ. Thiếu 4 khối, 2 cái của anh. 10 cân Semtex bị mất. Anh làm gì vậy? Kho của tôi không ai được động vào. Chúng ta đã nói rõ, nhớ không? Anh có mặt ở cuộc họp đó. Nếu anh biết là thiếu, anh nên giải quyết. Tất cả đều ở đúng vị trí. Tôi đã tự mình kiểm tra, đó là sự thật. Chú ơi, Liam, vậy là hội đồng biết Semtex đó là của tôi. Không biết tin ai được nữa đây. Tin hay sợ? Trong trường hợp của anh, chủ yếu là sợ. Đơn giản và tàn nhẫn như bố đã dạy tôi. Nghe này, chúng ta đang có cơ hội, Liam. Nếu anh đứng ra chủ trì, gã người Hoa này chọc gậy bánh xe, nhưng để tôi cho vài người địa phương tìm hắn. Anh biết những gì? Nhiều lắm. Đặt bom cho văn phòng của anh, nông trại của anh, xe của anh, Mary và con gái anh đang trốn trong khách sạn ở London. Mọi việc giới tung lên, và mọi người đánh hơi được sự yếu đuối như bọn UVF và Ý. Anh nên quay lại Belfast, xuất hiện trước công chúng, nắm quyền kiểm soát. Nghe này, tôi không phải chính trị gia. Anh định nói gì? Vụ đánh bom. Một vài lời động viên sẽ xoa dịu hàng ngũ. Động viên? Chúng giết dân thường như ngóe. Chúng làm hơi quá đáng, tôi biết. Nhưng chúng tạo cho ta một cơ hội thật sự. Bọn anh sắp thất bại rồi. Chúa ơi, tôi bảo tấn công vào mục tiêu tài chính. Thế thôi. Không ai bị thương cả. Ta đã nhất trí làm như thế. Anh đã hứa với tôi. Và thề con Chúa, tôi đã giữ lời. Tôi không biết chúng là ai. Con chả ai biết điều khiển chúng. Và phải thế mới được. Vì nếu có vấn đề xảy ra, họ có thể lần ngược với chúng ta. Vấn đề gì? Kế hoạch không phải như thế. Tôi cần nói để đưa người của ta được trả tự do. Anh và tôi đã dành cả đời. Anh không quan tâm đến bọn họ. Anh cần vụ đánh bom để hút phiếu bầu, để che giấu điểm yếu của anh trong đội ngũ. Biết gì không? Trong chiến tranh, kế hoạch thay đổi. Tôi ủng hộ anh khi anh thực hiện các nhiệm vụ khủng bố. Vụ đường M62, vụ Endershot, vụ Mallbarton. Hồi đó anh kêu gọi leo thang. Đúng, hồi đó đã qua lâu rồi. Vài tháng trước anh đâu có nói thế. Lúc đó Liam của ngày xưa nói, một người quay lại với một kế hoạch. Anh vẫn chưa quên chúng ta đang chiến đấu vì điều gì chứ? Anh nghi ngờ sự trung thành của tôi. Tôi đã chôn cất vợ mình. Trước đó, cha và hai người họ hàng. Chúng ta đều phải chịu mất mát khổ đau vì một Ireland thống nhất, chứ không phải hưởng lợi từ Ireland chia rẽ. Nên đừng hỏi tôi đã quên mình chiến đấu vì cái gì chưa. Nếu có kẻ nào hưởng lợi thì đó là anh. Ở trong ngôi nhà sang trọng, xun xoe bọn anh. Anh không còn là Liam mà tôi từng biết nữa. Anh muốn tôi của ngày xưa à? Đã đổ tể vùng Berkshire, anh muốn thấy đúng không? Vậy thì nghe đây. Anh tìm bọn khốn kiếp đó về đây và chấm dứt đi. Không thì thề có Chúa, tôi sẽ chôn anh. Được. Tôi đi đây. Tôi sẽ ở nông trại nếu anh cần tôi. Và nhớ giải quyết vấn đề ở hội đồng nhé. Chúng ta không muốn họ kết luận sai về khối Semtex đấy. Đúng không? You
Anh hay ai biết Mary đang ở London không? Không. Chỉ có Murphy biết. McGrath biết cô ấy đang ẩn náu ở đâu. Tôi muốn biết tại sao. Một ngày đáng nhớ, Charlie. Một ngày đáng nhớ. Đi thôi. Nào, Charlie, nhanh lên. Charlie. Ông đã giết chó của tôi. Con chó không sao, chỉ đang ngủ thôi. Ngồi xuống. Tôi đang đeo bom. Nếu có ai vào, tôi chỉ chạm vào nó thôi, chúng ta sẽ chết. Giờ ra những tên ra đây. Chúng tuyên bố chúng thuộc UDI, nhưng tôi không biết thực sự chúng là ai. Tôi đang làm tất cả mọi điều có thể để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm. Ông nói dối. Ai đã giết con gái tôi? Tôi xin lỗi. Tôi thực sự chưa biết. Chất nổ mà bọn đánh bom dùng có phải là Semtex H? Đúng. Đúng. Ông biết về Semtex? Tôi biết Semtex H. Trong chiến tranh, người Séc đã làm cho quân đội hợp để đánh bom và đặt bẫy ở chiến trường. Đúng. Rất nhiều người Mỹ đã chết vì Semtex H. Giờ UDI dùng nó để giết con gái tôi. Thật chớ trêu. Tôi đã đọc hồ sơ của ông. Hai ta đều hiểu về chiến tranh. Hai ta đều cố gỡ bỏ nó lại sau lưng. Ông và tôi, chúng ta giống nhau. Chúng ta chẳng giống nhau gì cả. Ông chẳng là gì. Những cái tên, tôi thề có Chúa tôi không biết. Khoan đã, tôi đã đặt bẫy khi chúng sử dụng quả bom tiếp theo. Khi chúng nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom tiếp theo, chúng sẽ sử dụng tên mã. Báo cho cảnh sát chúng thuộc UDI. Tôi đã đổi tên mã. Nên khi chúng sử dụng nó, tôi sẽ biết. Ông có một ngày. Nếu như đến lúc đó chúng chưa đánh bom thì sao? 24 giờ. Chúa ơi, Chúa ơi, lần đầu chúng ta chưa để ý, nhưng tôi đã chạy lại qua Raptor và những chi tiết bất thường và kiến trúc trong ảnh trở nên rõ ràng hơn. Nhìn đây, trên mu bàn tay hẳn có vẻ như có vết bỏng hoặc vết bớt. Chúng tôi đang chạy so sánh. Sẽ mất thêm chút thời gian nhưng sẽ nhận dạng được.
Chào buổi sáng, Shane. Cảm ơn vì đã đến. Chú ổn chứ? Không ổn lắm. Lại có thêm một vụ đánh bom nữa. Rồi, chú biết rồi. Trên xe buýt ở London, Romney đã gọi chưa? Chưa. McGrath đã đến đây với vài tay bản địa. Họ sẽ giúp anh một tay. Không, tôi không cần họ đâu. Tôi sẽ tự giải quyết. Tốt lắm. Hennessy đây, chúng đã gọi. Nhưng không nói tên mã. Đã có chuyện quái gì vậy? Có lẽ không phải chúng. Thông tấn Anh nhận được cuộc gọi. Có một người với giọng Ireland nói sẽ không hợp tác với người Anh và sẽ không có tên mã nữa. Hắn biết chính xác xe buýt nào và lượng thuốc nổ là bao nhiêu. Và nó đã được xác định lại là Semtech. Hoặc là có ai đó đã cảnh báo chúng. Hoặc là anh đang chơi xỏ tôi. Chỉ có hai người biết chuyện. Tôi và Morrison. Như tôi đã nói, có một người không tin tưởng được. Cho tôi một số mà tôi có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Tôi sẽ gọi khi có được gì đó. Nhanh lên đấy. Không thể sẽ gánh hậu quả chưa từng thấy. Giờ là xe buýt. Chúa ơi, 16 người chết, gấp đôi số đó bị thương. Tôi rất tiếc. Tôi đã lên kế hoạch vạch mặt kẻ đó, nhưng không được. Tôi vừa từ phố Downing về. Thủ tướng sẽ cân nhắc lệnh ân xá, nhưng chỉ khi anh giao nộp những kẻ đánh bom ngay lập tức. Và tôi làm việc đó bằng cách nào? Tìm cách đi. Đang tiến hành kế hoạch thả quân nhảy dù xuống Ireland trong 48 tiếng nữa. Belfast sẽ bùng nổ. Như thế là cho bọn đánh bom chính xác điều chúng muốn. Việc ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Gọi cho tôi khi anh có gì đó. Mai tôi sẽ đi dự hội nghị ở Rome. Tôi sẽ không tắt điện thoại. London thế nào? Mary có ổn không? Ông bảo để mắt đến bà ấy và đảm bảo bà ấy và Carrie được an toàn. Tôi ở khách sạn của bà ấy theo dõi khách ra vào. Bà ấy không biết tôi ở đó. Và cháu anh xuất hiện. Nó đến phòng bà ấy trong 2 tiếng. Nó đến phòng cô ấy trong 2 tiếng. Và sau khi cậu ấy đi, Mary đi xuống và gọi cho Hugh McGrath từ điện thoại trong sảnh. Trước khi họ tháo nó ra, không có cách nào để biết được nó đã chỉnh sửa. Thật thông minh. Kích nổ bằng cách nào? Đồng hồ bên trong. Tôi sẽ đặt thời gian khi ta biết thông tin chuyến bay. Có một hội nghị về an ninh ở Rome vào ngày mai. Tất cả các nghị sĩ cao cấp và chuyên gia an ninh sẽ cùng đến đó trong 3 chuyến bay vào giờ trưa. Tuyệt hảo. Thế còn người vận chuyển? Sarah vừa xác nhận anh ta sẽ đi. Rồi chúng tôi so sánh vết bỏng với cơ sở dữ liệu và tìm được một người tên là Patrick O'Reilly, 29 tuổi đến từ Belfast. O'Reilly có tiền án vì bạo lực gia đình cách đây 3 năm, đi tù 2 tháng ở Hyde Park. Chúng tôi đưa mặt O'Reilly vào nhận diện khuôn mặt và đã tìm thấy. Đó là hắn ở trong một quán bar ở Dublin với một thành viên UDI 4 tuần trước. Đó là điểm tụ tập của UDI mà chúng ta đã theo dõi nhiều năm. Thế hai người còn lại đi cùng hắn. Tôi sắp nói đến họ, thưa thủ tướng. Người đó và một phụ nữ vừa được nhận dạng ở vụ nổ xe buýt. Tuyệt. Tay trong chính là Hugh McGrath. Anh nghe không, Hennessy? Anh có chắc không? Khá chắc. Chúng tôi đã nhận dạng cái đánh bom ở Nyberg là Patrick O'Reilly từ Belfast. 3 tuần trước, ông O'Reilly được nhìn thấy đã gặp Hugh McGrath ở quán bar Dublin. Giờ McGrath và O'Reilly ở đâu? O'Reilly thì tôi không biết. Tôi chưa gặp McGrath. Để tôi giúp anh tới McGrath.
GPS ở trên điện thoại của hắn cho thấy hắn ở cách anh 52 mét về hướng đông. Tôi đã thấy hắn đi vào nhà anh, nên đừng có vòng vo nữa. Hiện đang có một máy bay Chinook chờ mà đội 12 người. Nó sẽ hạ cánh ở trang trại của anh trong 30 phút. Trong 30 phút để bắt Mark Brad. Không cần nói, anh cũng biết nó sẽ thế nào. Và mối quan hệ thân mật với hắn sẽ nhấn chìm sự nghiệp của anh. Lần này là mãi mãi. Hoặc cha hỏi Mark Brad theo cách của anh và cho tôi cái tôi cần, tên và vị trí của bọn chúng. Anh không thể cứu hắn nhưng có thể cứu chính mình. 30 phút cho tôi cái tôi cần. Tôi sẽ bỏ họ quay đầu. Jim. Đưa người của Mark Brad ra chỗ đường mòn. Xem Shane có cần giúp không. Đưa tôi điện thoại của anh. Làm gì vậy? Đưa tôi điện thoại của anh. Ngồi xuống cái ghế đó đi, đồ khốn. Vì Chúa, một cái xe buýt ở London chưa đã. Mà chả thèm cảnh báo. 16 người chết. Anh đã đâm sau lưng tôi và cho phép cuộc tắm máu này để anh tái chiến. Kế hoạch đó chả táo bạo gì. Đấy không phải là chiến dịch đánh bom nhẹ. Anh nói làm chúng tổn thương và tôi đã làm thế bằng cách giết phụ nữ và trẻ em à? Anh không biết kiềm chế. Chưa bao giờ hết. Kết thúc rồi. Tên, bí danh và vị trí của họ. Anh biết tôi không thể nói mà. Tôi đang nói nhẹ nhàng đấy. Giờ vết ra và tốt hơn hết là nên khớp với những gì tôi đã biết. Hề có Chúa, tôi sẽ cắt từng bộ phận của anh một. Anh đã lợi dụng tôi. Anh muốn lệnh ân xá để giúp ích cho mục đích chính trị của anh. Anh là nỗi ô nhục của sự nghiệp. Bốn nam và một nữ. Maggie Dunn. Đúng. Anh có thể gọi cô ấy như thế. Tên thật của cô ấy là Sarah McKay. Cô ấy làm việc cho anh. Chuẩn luôn. Kiểm soát và cân bằng. Đó là biện pháp đề phòng. Trong những trường hợp anh sợ hãi. Mà đúng thế thật. Nên nếu họ bắt cả hội đó, cô ấy sẽ dẫn họ trực tiếp đến anh. Không còn dễ dàng nữa nhỉ. SO15 sẽ đến đây trong vòng 15 phút để bắt anh. Hai thằng đều biết không thể để điều đó xảy ra. Anh bán tôi cho bọn anh. Đồ con hoang. Đồ xảo trá. Anh tự nộp mình cho họ thì có. Họ quay được anh ở quán bar với Pat O'Reilly, người mà họ đã nhận dạng là kẻ đánh bom ở Nibus. Và nhờ con GPS trên điện thoại của anh, họ bám theo anh đến đây. Anh đã phá vỡ mọi quy tắc Hughie. Và bây giờ tôi phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn anh gây ra như tôi đã làm trong 30 năm qua. Một điều cuối cùng. Vợ tôi. Cô ấy thì sao? Cô ấy ghét anh. Vì anh trai cô ấy. Nên cô ấy nhờ cậy đến tôi. Nên đúng. Tôi đã giúp cô ấy. Và cô ấy đã giúp tôi. Kỳ thật, tôi muộn rồi, tôi phải đi đây. Em lên đỉnh chưa? Chưa. Em không 3 giây là xong như anh. Cứ mặc cái áo đó thì 2 giây là anh xong rồi. Anh sẽ phải quen với điều đó thôi.
tập luyện và tập luyện. Đến gần rồi. Margaret đã thú nhận đó là âm mưu của hắn từ đầu. Chú đã có tên và vị trí của những kẻ đánh bom. Chú sẽ nhắn cho cháu, có thể cháu sẽ cần đấy. Kẻ đã giết con gái của quan là Pat O'Reilly. Hắn có vết bỏng trên bàn tay phải. Dù sao thì Jane, cháu chấm dứt mọi thứ ngay lập tức. Hiểu ý chú chứ? Cháu hiểu. Tốt, Romley. Tôi đã có tên. Có biết vì sao cậu còn sống không? Ông muốn những cái tên. Ở trong điện thoại đấy. Tin nhắn cuối cùng, mã 7741. 5 cái tên và địa chỉ ở London. O'Reilly đã đặt quả bom giết chết con gái ông. Hắn có vết bỏng trên bàn tay phải. Cậu đã đi lính. Iraq. Trung đoàn hàng xa Ireland. 2 lần ra chiến trường đặc nhiệm. Cậu theo đạo Thiên Chúa nhưng cậu đã chiến đấu cho nước Anh. Tại sao? Tôi chiến đấu cho trung đoàn. Ở ngoài đó tôn giáo không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi như nhau. Thề đấy. Gia đình. Có anh trai. Những người còn lại đã qua đời rồi.
Vào đi. Mời ngồi xe. Chà, trông cháu như vừa tham chiến vẻ vậy. Vâng, ông ta đã tấn công cháu. Cháu đã cho ông ấy những cái tên. Ông ấy lấy đồ của cháu và thả cháu. Khi những kẻ đánh bom nhận trách nhiệm về vụ xe buýt, chúng không dùng tên mã vì đã có người báo trước cho chúng. Chỉ có hai người biết lý do đổi tên mã. Cháu và chú. Chú Điểm, cháu không nói với ai, cháu thề. Cháu chỉ nói với Bromley thôi. Thế nên chú bảo cháu đã ra lệnh cho Murphy ở lại bảo vệ cho Mary ở London. Họ hàng ruột thịt. Chú Liam, cháu xin lỗi. Chú không muốn biết chuyện ở phòng đó. Chú chỉ muốn biết là cháu và cô Mary yêu quý đã bàn chuyện gì vào lúc đó. Cô ấy có nói mình hợp tác với Grass và bọn đánh bom không? Không, chưa bao giờ. Cô ấy giận chuyện anh trai và cứ mình độc quyền bởi TV hay chú và cháu nói tên mã. Cô ấy đã hỏi nhưng không nói gì về Mark Grass. Tức là cô ấy nghe thấy ta nói chuyện. Không, sau cuộc gọi cô ấy mới nhắc đến tên mã. Cô ấy nghĩ nó là vô ích. Và rồi cô ấy lái sang chuyện khác. Vâng, cháu đoán thế. Quả là người thâm hiểm. Tức là cô ấy đã nói với bọn đánh bom. Cô ấy nói với Mark Grass. Mark Grass nói với bọn chúng. Họ đúng là cùng một ruột. Cô ấy đã lừa cháu để lộ thông tin đấy, Jill. Cô ấy đã lợi dụng cháu. Cứ đem cháu. Thôi đi. Chôn con lợn đó trong chuồng lợn. Và sau đó chú có một nhiệm vụ cuối cùng cho cháu. Và sau khi xong việc, cháu hãy quay lại New York. Cảm ơn. Zero Alpha 2 đây. Echo đang đến nhà mục tiêu. Zero Echo 1 đang đến nhà mục tiêu. Rõ. Echo 1 đã vào nhà mục tiêu và không thấy tôi. Zero Echo 1 đã vào nhà mục tiêu và không thấy anh. Rõ. Ơn Chúa. Sierra ra xấu, xác nhận Echo 1 đã vào nhà. Sierra 2 đã rõ. Sierra 3 đã rõ. X-ray 1 trên ban công. Echo 1 đang tiếp cận cửa trước. Thế nào? Xong rồi. Tôi nhìn thấy X-ray 1 và Echo 1 rời khỏi phòng. Tất cả những X-ray khác ở lại. Zero Alpha 2 đây, một Echo không rõ danh tính và hai đứa trẻ đang vào nhà mục tiêu. Đã rõ. X-ray 1 đã vào phòng khách.
Tất cả X-ray đều ở phòng khách. Tất cả đến điểm hẹn cuối cùng. Các X-ray và yêu cầu đã ở phòng khách hết. Không nhìn thấy nữa rồi. Yêu cầu một đã kéo dẹp. Anh chỉ đạo đi. Rõ. Tôi chỉ đạo. Chờ. Dừng lại, dừng lại. Chờ đã. Sierra, báo cáo tình hình đi. Có hai người lạ ở cửa trước. Chờ đã. Có chuyện gì? Xin lỗi đã làm phiền, nhưng trong nhà có rò rỉ khí ga và thợ cần vào để xem xét. Ga của chúng tôi ổn mà, không có vấn đề gì. Dù vậy anh ấy vẫn cần kiểm tra tất cả căn hộ, sẽ không lâu đâu. Và đây là việc khẩn cấp. Khá quan trọng đấy, ông Ước Đào. Theo luật tôi được sử dụng chìa khóa của mình. Được rồi. Chờ chút. Khi nào xong thì xuống và tôi đưa anh đến căn hộ kế tiếp. Cảm ơn, tôi sẽ làm rất nhanh. Lối này. Chưa, tôi sẽ bếp có được không? Anh có thể để túi lên bàn không? Mở nó ra. Được rồi. Đơn vị chờ. Giữ vững vị trí, chờ lệnh của tôi. Tất cả đơn vị chờ. Đi thôi.
nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Các X-ray đã bị hạ, còn y cầu thì sao? Cô ấy còn sống, đã kiểm tra. Ai lên kế hoạch cho việc này? Đi chết đi. Cái gì đây hả? Quả bom tiếp theo à? Còn lâu tao mới nói. It's too late. 9 minutes of blows, no time to land. Plane? Which plane? Which? Máy bay nào? Cởi áo của ta ra. Thế này nhé. Tôi hỏi, cô trả lời. Đúng, chuyến bay 136 đến Rome, hành khách tên là Ian Wood. Quả bom trong máy tính xách tay là của anh ta, được hẹn nổ lúc 3 giờ chiều. Thưa quý ông và quý bà, xin chú ý, chuyến bay 136 đến Rome đã bị hoãn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, các chuyến đi hoãn. Ở đây có Ian Wood không? Ian Wood? Ian Wood? Ở đây có Ian Wood không? Ian Wood? Ian Wood? Ở đây có Ian Wood không? Ian Wood? Ian Wood? Ian Wood. What's going on? What's going on? They're looking for someone named Ian Wood. That's me. Tôi đây. Tôi là Ian Wood. Ian Wood. Tôi là Ian Wood. Is that your laptop? Đó là máy tính của anh à? Vâng. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tất cả nằm xuống. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra mau. Tránh đường. Tránh ra. Tránh ra. Tránh. Cô nói thợ sửa ga xuất hiện với khẩu súng trường tấn công người Hoa, bắt đầu bắn và giết tất cả mọi người trừ cô ấy, rồi đi ra khỏi cửa. Cô ấy nói là người Hoa, xác nhận, khoảng 60 tuổi, vừa nhận được tin bom đã bị vô hiệu hóa, tốt lắm. Fox Hunt giờ chấm dứt, không để ai thoát. Rõ. Bromley đây. Tôi cần thông báo tất cả các đơn vị thuộc thành phố từ phố Wapping 2 đến A1203. Nghi phạm là nam giới châu Á, 61 tuổi, cao 1m72, nặng 70 cân. Tên là Quang. Ông ta có vũ khí và là cựu đặc nhiệm. Cực kỳ cẩn trọng. Một nhóm phối hợp thực hiện tấn công, kẻ tình nghi chủ mưu cuộc thảm sát London bị giết. London, kẻ chủ mưu chế giễu, lời kêu gọi vũ trang và... Vâng, tôi đã ở trên chuyến bay mà chúng đã nhắm vào. Vì thông tin kịp thời của anh, ta đã ngăn chặn được. Tôi mới cảm ơn riêng anh. Ơn Chúa là bà không sao. Kẻ đánh bom đã bị vô hiệu hóa, kể cả Sarah Mackay, người mà anh gọi là Mackie. Cô ta đưa cho anh phóng viên quả bom đặt trên máy bay của tôi. Cô ta cũng thực hiện vụ thảm sát xe buýt và có mối liên hệ trực tiếp với anh và McGrath. Chúng tôi thấy tín hiệu gọi và nghe từ máy của cô ta đến trạm phát sóng ở nông trại và nhà trong thành phố của anh. Tổng cộng có 250 địa chỉ và thời điểm chính xác đồng nhất với hoạt động chung của anh, Catherine. Tôi đã nói chuyện với thủ tướng và ông ấy đồng ý tạm thời giữ chức cho anh. Tôi sẽ phát lệnh ân xá cho 5 người đang chạy trốn, trong đó có em họ anh. Nhưng đừng hiểu lầm, thứ trưởng, giờ anh là của chúng tôi. Tôi bảo gì anh làm nấy. Anh sẽ lên chuyến bay kế tiếp tới London. Ngày mai anh sẽ báo cáo cho SO15 và tôi về mọi điều mà anh biết. Tất cả.
Chào buổi tối thưa ngài. Xong tìm được tôi. Tôi đã đưa cho ông những cái tên như ông bảo. Người phụ nữ này chính là kẻ đánh bom. Ông nói dối. Ông đã vạch ra tất cả. Dù gì đi nữa, tôi chưa bao giờ có ý định làm hại con gái ông hay những người đó. Gửi. Làm đi. Giờ nó đã được đưa lên mạng. Ông và nhân tình của ông, cả thế giới sẽ biết ông là kẻ khủng bố. Tạm biệt ông Hennessy. Les Mandel, trong S11. Tôi thấy rồi. Ông ta đã trở lại. Happy Pierrot, Ted Away. Có được phép bắn không? Yes, sir. Vâng. Sierra 2, rõ. Tôi tin ta nợ người này. Người đàn ông này không chịu bỏ cuộc. Rút về đi. Không việc gì phải đánh thức con rồng. Vâng.该愤怒还是该宽恕？问自己是否忍得住？是苦笑还是痛苦要看你有没到伤心处？该报复还是该让步？谁丈量内心的宽度？该放弃还是守护？决定是否向命运屈服？聪明心刻骨怎会？ 刀痛如切肤，残忍的伤害，那么多的无辜。放开的双手，变成两个世界的路。往前的每一步，每一步，每一步，为什么都没有回头路？ 伤变得更重，仇恨始终止不住。和命运打赌，我把自己当赌注。我们走一路不迷路，才能把。
该愤怒还是该宽恕，问自己是否忍得住，是苦笑还是痛苦，要看你有没到伤心处，该报复还是该让步，谁丈量内心的宽度，若战争不分胜负，我们何不在这里结束，聪明心刻骨怎会刀痛如切肤，去看这世界到底有多残酷，放开的双手变成两个世界的路，往前的每一步每一步每一步，为什么都没有回头路，暴雨狂风内心暗潮汹涌，流泪让伤变得更重，仇恨始终止不住痛，和命运打赌，我把自己当赌注，走得太辛苦不服输，谁能把自己看清楚，暴雨狂风内心暗潮汹涌，流泪让伤变得更重，仇恨始终止不住痛。